Lim xin kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang theo dõi chương trình Thời tiết Thủy văn được phát sóng định kỳ vào lúc 18:30 phút mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Phát Nông để cập nhật kịp thời những dự báo về thời tiết thủy văn trong tuần đến cho bà con mình. Và được biết là những ngày vừa qua thì có nhiều trà lúa chúng ta vừa xuống giống đúng không ạ? Mưa thì vẫn còn cục bộ, không biết tình hình gieo xạ của bà con như thế nào rồi, có thể cập nhật ở phần bình luận để Tú Lim được biết nhé. Và những ngày vừa qua thì trên những cái trà lúa đông xuân sớm, đông xuân chính vụ cũng có sự xuất hiện của một số loại dịch hại. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì Tú Lim sẽ thông tin thêm cho bà con mình. Và trước đó thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những dự báo về thời tiết nè, thủy văn trong tuần này cũng như là những ngày đầu tuần sau. Và đầu tiên sẽ là những dự báo về thời tiết từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023 đến từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài, hiện tại thì không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ giảm dần và di chuyển ra phía Đông, thì đồng thời ở cái khu vực phía Bắc cũng đang có một cái bộ phận khác di chuyển về phía Nam. Dự báo trong những ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm thì là ngày 6 và ngày 7 tháng 12 thì cái bộ phận áp cao lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường về phía Nam, tác động trực tiếp đến các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như là Bắc và Trung Trung Bộ. Nên ở cái khu vực này có mưa, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Đêm và sáng thì là trời rét. Trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ là chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía Nam của khối không khí lạnh kết hợp với cái nhiễu động trên cao ở cái vùng biển ngoài khơi phía Nam có xu hướng di chuyển về phía đất liền. Do vậy sẽ gây cái mưa rào cho khu vực các cái tỉnh ven biển. Sau đó thì cái vùng mưa cũng sẽ lan sâu vào trong cái khu vực đất liền, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa. Thời gian mưa sẽ vào trưa chiều cũng như là chiều tối và còn xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Sáng sớm thì có nơi có cái mù nhẹ và tăng dần đến trưa. Ngày thì giảm mây và nắng với nền nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức là từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là từ 22 đến 26 độ. Riêng cái khu vực phía Bắc miền Đông như Bình Phước, Tà Lài, Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai thì cái nhiệt độ ban đêm sẽ phổ biến ở mức là từ 20 cho đến 21 độ. Trời sẽ hơi lạnh về đêm và sáng sớm. Do đó mà bà con nông dân thì cũng nên giữ ấm. Và khi đi ra ngoài đồng cũng như là thăm vườn vào những lúc sáng sớm thì bà con cũng nên mặc thêm cái chiếc áo ấm để mà giữ ấm cho cơ thể. Dạ vâng, như vậy thì tổng quát giữa tuần này thì có mưa rào cục bộ vào lúc trưa chiều, chiều tối thôi tại các tỉnh ven biển. Nhìn chung thì cũng không có gì đáng lo ngại, sương mù thì ban sáng cũng khá là nhiều. Và nhiệt độ thì có phần xuống thấp hơn tuần trước một chút xíu, đặc biệt là khu vực Bình Phước, Đồng Nai này có thể xuống đến 20 độ C về đêm luôn. Tuy khu vực này không có canh tác lúa nhiều nhưng mà những vườn cây ăn trái thì chúng ta cũng phải lưu ý thêm nhé. Và dân gian chúng ta thường có câu đó là ông tha mà bà chẳng tha, làm nên cái lục 23 tháng 10. Tuy nhiên thì năm nay thủy văn có vẻ là rất là khả quan. Hôm nay là 23 tháng 10 âm lịch nhưng mà chưa có ghi nhận tình hình thủy văn nghiêm trọng. Vậy thì dự báo trong tuần này sẽ ra sao thưa thạc sĩ? Và chúng ta cũng vào tháng cuối của năm 2023 rồi, tình hình xâm nhập mặn đã có những cái cập nhật gì thêm không ạ? Trong tuần thì cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ dao động theo triều. Đến ngày 8 tháng 12 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 1m65, còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 1m8. Từ nay cho đến cuối tháng 12 thì cái mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế là tiếp tục xuống dần. Do đó mà mực nước tại các cái trạm hạ nguồn sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng từ 2 cho đến 3 đợt cái triều cường cao. Và cái mực nước cao nhất tại các cái trạm ở hạ nguồn sông Cửu Long thì ở cái mức là từ báo động 2 đến báo động 3. Một số trạm thì sẽ trên báo động 3, cho nên là sẽ gây ra cái nguy cơ ngập lụt ở cái khu vực vùng trũng thấp ven sông thuộc cái khu vực thành phố Cần Thơ cũng như là Vĩnh Long. Còn những cái tháng mà đầu mùa khô năm 2023 và năm 2024 thì cái khả năng là xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ đến sớm hơn và cao hơn so với cái trung bình nhiều năm. Do đó mà bà con nông dân ở khu vực các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây thì cần có một cái biện pháp để mà chủ động phòng chống cái hạn hán cũng như là cái xâm nhập mặn. Nước thì đã rút nhiều rồi, tuy nhiên thì những cái khu vực trũng thấp, đặc biệt là khu vực Cần Thơ nè, khu vực Vĩnh Long thì lưu ý là còn từ 2 cho đến 3 đợt triều cường cao có thể gây ngập nữa. Và nãy cô Điệp cũng có thông tin là mùa khô năm nay thì xâm nhập mặn có thể xảy ra sớm và cao hơn trung bình nhiều năm. Do đó thì bà con chúng ta chắc chắn là chúng ta phải theo dõi trực tiếp tình hình ở địa phương, những cái thông báo ở địa phương để chúng ta có biện pháp đối phó. Thưa thạc sĩ thân mến, thời tiết cuối tuần này cũng như là đầu tuần sau được dự báo như thế nào ạ?
Những ngày cuối tuần thì cái áp cao lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường về phía Nam, có cái cường độ ổn định và suy yếu di chuyển ra phía Đông. Thì đến những cái ngày đầu tuần thì sẽ được bổ sung nhưng mà lệch Đông. Do đó mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì chủ yếu là chịu ảnh hưởng bởi khuếch tán về phía Nam của khối không khí lạnh. Do đó mà những ngày cuối tuần thì nhiễu động trên cao lại tan đi. Vì vậy mà thời tiết trên cái khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây khá tốt, ít mưa. Có chăng chỉ là những cái cơn mưa rào nhẹ với lượng mưa không lớn vào chiều cũng như là cái chiều tối, còn ban đêm thì là không mưa. Tuy nhiên nhiệt độ ban đêm trong khoảng thời gian này thì có cái xu hướng sẽ giảm nhẹ. Ở các cái tỉnh phía Bắc miền Đông có nơi sẽ dưới 20 độ như là cái khu vực Phước Long, khu vực Tà Lài, Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Trời sẽ lạnh về đêm và sáng sớm. Còn những cái khu vực khác thì cái nhiệt độ ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 21 đến 24 độ. Sáng sớm thì có nơi có cái mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Có nơi sẽ trên 33 độ. Đến những ngày đầu tuần tới thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ sẽ chịu sự hội tụ gió trên cao, có cái cường độ không mạnh. Do vậy mà cái mưa sẽ có xu hướng sẽ giảm. Những ngày đầu tuần tới thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì chịu ảnh hưởng của cái hội tụ gió trên cao với cái cường độ không mạnh. Do đó mà mưa thì xuất hiện với cái diện là không nhiều. Ban ngày thì là trời nắng với nền nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 30 đến 33 độ. Còn ban đêm thì sẽ có cái xu hướng sẽ nhích nhẹ dần lên ở cái mức là từ 21 đến 25 độ. Trong tuần thì thời tiết trên cái khu vực thì có cái mưa rào nhưng mà lượng mưa không lớn, do đó mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời và du lịch cũng như là các cái phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên vào ban đêm cũng như là sáng sớm thì trời sẽ hơi lạnh, do đó mà mọi người cũng cần phải giữ ấm cơ thể vào lúc sáng sớm, và khi mà ra ngoài vào lúc sáng sớm tập thể dục thì bà con cũng cần phải giữ ấm. Vậy là những ngày cuối tuần này thì thời tiết rất là khả quan, là tình hình chung là ít mưa, ngày nắng nhưng mà đêm thì có phần hơi se se lạnh. Bà con cũng chú ý giữ gìn sức khỏe khi mà chúng ta thăm ruộng là thăm vườn nhé. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay chính là những thông tin về thời tiết biển. Xin mời cô Điệp sẽ có những lưu ý dành cho bà con ngư dân ạ. Còn đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau thì cái gió đông bắc với cường độ ở cái mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng thì từ 2 đến 3 mét, biển động. Và từ ngày 9 tháng 12 trở đi thì cái gió đông bắc có cường độ giảm dần, chỉ còn ở cái mức là cấp 4, cấp 5. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì trong tuần cái gió đông bắc ở cái mức là cấp 4 có lúc cấp 5, độ cao sóng thì từ 1 cho đến 2 mét. Tuy nhiên thì đến ngày 9 tây tháng 12 trở đi thì cái gió cũng giảm dần, chỉ còn ở cái mức là cấp 3, cấp 4, tình trạng biển là bình thường. Thì trong những ngày đầu gió trên cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam thì vẫn còn duy trì với cái cường độ mạnh. Tuy nhiên thì từ ngày 9 trở đi thì cái gió giảm, do đó mà cũng khá thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ vâng, xin cảm ơn thạc sĩ rất là nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe và công tác được thuận lợi ạ. Bà con thân mến, vậy là tình hình hiện tại thì nước đã rút dần rồi, khá thuận lợi cho việc gieo sạ đông xuân chính vụ. Bên cạnh đó thì những cái vùng canh tác ven biển nè, gần cửa sông thì chúng ta lưu ý là tích trữ nước ngọt ngay từ bây giờ, bởi vì tình hình xâm nhập mặn của mùa khô năm nay sang đầu năm sau thì có thể xảy ra nghiêm trọng. Về tình hình thời tiết thì nhìn chung cho tuần này và sang những ngày đầu tuần sau thì rất là khả quan, ít mưa, chỉ có giữa tuần là có mưa rào cục bộ ở các tỉnh ven biển thôi. Xin chúc cho những cái ruộng lúa gieo sạ thành công trong cái khoảng thời tiết và thủy văn như thế này. Và cũng đừng quên là cần lực cho hạt giống với Supercat để chúng ta tăng cường sức sống mạ non nè trong bối cảnh tiết lạnh như hiện nay, và cũng giúp cho cây lúa an toàn hơn khi mà bà con chúng ta phun xịt diệt mầm nhé. Tuần qua thì cũng có ghi nhận một số lượng dịch hại, bà con lưu ý đặc biệt là đối tượng muỗi hành. Thì sau đợt trăng sáng là có nhiều bà con thông tin là thấy xác muỗi hành rất là nhiều trên ruộng. Như vậy thì tất cả những cái trà lúa chúng ta đang ở giai đoạn đẻ nhánh thì phải theo dõi thường xuyên để chúng ta có dấu hiệu sớm khi mà bị muỗi hành tấn công, như là cây lúa bị xanh và lùn bất thường nè, và thứ hai là cây lúa mất đọt và bẹt gốc ra hình chữ V. Lúc này thì chúng ta tốt nhất là nên xé cây lúa ra, kiểm tra ấu trùng bên trong để chúng ta có quyết định phun xịt. Sau đó thì có những cái cách để chúng ta cải thiện sớm. Về đối tượng rầy nâu thì cũng khá đại trà, từ lúa nhỏ cho đến lúa sao trổ. Thì một số nơi cũng đã quản lý thành công rồi, nhưng mà một số nơi thì chưa dứt điểm. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta thăm ruộng, bà con cũng chú ý là chúng ta quan sát kỹ phần gốc bên dưới nhé.
Thời điểm hiện tại thì sương mù nhiều, bà con cũng chú ý thêm cái đối tượng đậu ôn trên lá và đậu ôn trên củ bông. Và chương trình kỳ này đến đây là kết thúc. Xin chúc bà con có khoảng thời gian canh tác thuận lợi với những thông tin thời tiết thủy văn tốt đẹp của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Tu Liêm xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau. Thank you.